người như thế nào mới được phép hầu đồng? Hiện nay, chỉ hơi trục trặc khó khăn, lận đận vất vả thì mọi người lại được các thầy cho ra trình đồng mở phủ. Chưa kể đến vì muốn đông con nhang, bạt ngàn đệ tử, tham lam tiền tài mà các thầy bất chấp cả những người chưa đủ duyên, đủ đức và đủ giác ngộ. Thế nên con đồng càng hầu càng khổ, tâm bất tịnh, thể bất an, hay nặng hơn tán gia bại sản, gia đình chia cắt. Cho nên hôm nay kênh YouTube Đổ Thờ Đức Hiệp muốn chia sẻ đến quý vị và các bạn một vấn đề, đó là có nên ra hầu đồng. Vậy người như thế nào mới được phép ra hầu đồng? Thứ nhất, đó là duyên đồng, hay chính là căn hầu đồng. Căn là gốc rễ, là khởi nguồn, còn đồng là đứa trẻ, hay còn tượng trưng cho sự trong sáng không vướng bẩn. Vậy căn đồng nghĩa là vì những tội lỗi, nghiệp chướng gây ra ở nhiều kiếp trước mà kiếp này phải chịu khổ ải, nhưng kiếp này do tâm trong sáng, hướng thiện nên được nhà thành chấm đồng và cứu vớt. Vậy các vị xét lại xem tâm mình đã đủ trong sạch để nhận được cái duyên này chưa? Thứ hai là đức tu. Ngày xưa cả làng cả tổng tuyển chọn qua bao nhiêu vòng mới được một người thay mặt nhân dân bắc ghế hầu hạ, tôn vinh tiên thánh. Còn ngày nay duyên lận đận cũng hầu đồng, cầu tài lộc cũng hầu đồng, cầu sức khỏe cũng hầu đồng, hay đơn giản thích nghe văn, thích xem hầu đồng cũng ra hầu đồng. Hầu đồng từ một trách nhiệm cao cả qua suy nghĩ của các vị bây giờ đã trở thành một phương tiện để mưu cầu cho sự tham lam. Thế nên trước tiên đừng suy nghĩ mình có nên ra hầu đồng hay không, mà hãy nghĩ rằng làm sao để hiểu rõ đạo dân tộc, làm sao để hiểu về điển tích, công trạng của các ngài, làm thế nào để rèn luyện thân tâm luôn chân chính, thiện lành, nhẫn nại, đến khi nào đủ kiến thức, khi nào đủ trách nhiệm, khi nào biết mình đang đứng ở vị trí nào thì lúc ấy hãy nghĩ đến việc ra hầu đồng hay không. Cuối cùng là giác ngộ. Lục Tổ có dạy thế này, pháp tự thân nó là pháp, có nghĩa là một người được chọn thì mọi sự ắt tự thân mà giác ngộ. Nếu các vị còn u mê, còn phải hỏi người này, mót người kia để làm của mình thì ắt hẳn các vị không nên ra hầu đồng rồi. Dĩ nhiên chẳng thần thông nào mà không phải học. Ví như các vị bắt được cá các vị nấu cá, các vị săn được thịt các vị ăn thịt, các vị hái được rau các vị nấu rau. Nhưng nổi nhiều các vị phải luôn có bên người mới nấu được. Một người được chọn họ luôn có cái gốc đạo trong con người. Đồ thờ Đức Hiệp chỉ mong các vị hãy sáng sủa tâm tính, đừng vì ảo tưởng, phụ lợi hay tham lam mà đùa giỡn với đấng bề trên. Không biết không có tội, nhưng làm sai chắc hẳn sẽ không tránh khỏi bị phạt. Quý vị và các bạn thân mến, hy vọng chia sẻ trên đã giúp quý vị và các bạn biết hiểu người được phép ra hầu đồng phải là người như thế nào. Vậy những ai có căn đồng mà chưa biết phải hầu đồng mở phủ ra sao, hãy liên hệ Đồ Thờ Đức Hiệp, chúng tôi sẽ có những chia sẻ hữu ích hoàn toàn miễn phí cho các bạn. Sườn Đồ Thờ Đức Hiệp chúng tôi có nhận tạo tác tượng, tư vấn thiết kế thi công điện thờ Tam Tứ Phủ, nhà thờ họ, gian thờ tư gia và rất nhiều sản phẩm thờ cúng khác. Quý vị và các bạn có nhu cầu xin liên hệ. Sườn Đồ Thờ Đức Hiệp, địa chỉ số 10 đường Đình Hát, thôn Hàn, làng nghề Sơn Đồng, Hoài Đức, Hà Nội. Số điện thoại liên hệ 0879 555 111. Website đồthờđứchhiệp.com, fanpage Đồ Thờ Đức Hiệp Sơn Đồng, YouTube Đồ Thờ Đức Hiệp Sơn Đồng. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã xem hết video.